Xin kính chào các bậc phụ huynh và các bé. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là cô giáo Trần Thị Tuyền, giáo viên trường mầm non Ninh Hải, để giúp những ngày nghỉ của các con trở nên vui vẻ và bổ ích. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bậc phụ huynh nội dung dạy trẻ làm những bức tranh từ những nguyên vật liệu sẵn có tại nhà. Và đồng hành cùng với tôi trong video ngày hôm nay, xin được giới thiệu bé Thành Nam. Xin chào các bạn. Để thực hiện hoạt động này, các bậc phụ huynh cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau. Những tờ bìa. Nếu không có bìa thì chúng ta sẽ sử dụng những tờ lịch cũ hay những vỏ hộp bánh, những tờ giấy đã qua sử dụng. Ngoài ra, cô cháu mình còn chuẩn bị những gì rồi nhỉ? Hạt ngô, hạt lạc, dây dù, vải vụn, len vụn, những chữ cúc, keo dán và khăn lau tay. Để giúp các con làm được những bức tranh thật là đẹp, các bậc phụ huynh hướng dẫn các con sử dụng những nguyên vật liệu sẵn có trong gia đình của mình. Còn hôm nay, cô và Nam sẽ làm những bức tranh từ cúc và len nhé. Vâng ạ. Thế con có ý tưởng gì cho bức tranh của mình không nhỉ? À, con sẽ làm bức tranh về những bông hoa. À, thế con sẽ làm mấy bông hoa? Con sẽ làm 3 bông hoa. Cô thấy ý tưởng con rất là hay đấy. Cô chúc con sẽ làm được một bức tranh thật là đẹp. Trước tiên, chúng ta hãy sử dụng một tờ bìa. Con sẽ làm những bông hoa nhé. Vâng ạ. Bông hoa đầu tiên con sẽ đặt ở đâu nhỉ? Sẽ đặt ở đây ạ. Vậy thì con hãy dùng keo quẹt một chấm tròn để làm nhụy hoa. Sau đó quẹt xuống một đường cong tròn xung quanh nhụy hoa để làm cánh hoa. Con hãy lựa chọn một chiếc cúc to để làm nhụy hoa nào. Thì chọn to màu xanh ạ. Con hãy lựa chọn những chiếc cúc nhỏ để làm những cánh hoa khác với màu xanh đấy nhé. Con sẽ chọn cánh màu đỏ. Đúng rồi, con hãy lựa chọn những chiếc cúc màu đỏ này, nhỏ hơn và xếp xung quanh nhụy hoa. Còn chú ý xếp những chiếc cúc màu đỏ này sát vào với nhau. Vậy là con đã làm xong một bông hoa rồi đúng không nào? Vâng ạ. Bây giờ con hãy làm bông hoa thứ hai. Vâng ạ. Thế bông hoa thứ hai con sẽ làm ở đâu nhỉ? Sẽ làm ở đây ạ. À, con làm như thế nào? Con sẽ quẹt keo một tròn để làm nhụy hoa và quẹt keo một đường tròn xung quanh nhụy hoa để làm cánh hoa. Sau đó sẽ làm gì nữa nhỉ? Con sẽ lấy một cái cúc màu hồng to để làm nhụy hoa. À, con đã chọn nhụy hoa màu hồng rồi thì con sẽ chọn cánh hoa màu gì nhỉ? Con sẽ chọn cánh hoa màu xanh ạ. À, cô thấy sự phối màu của con rất đẹp đấy. Chắc chắn bông hoa này sẽ rất là xinh đây. Con đã làm được mấy bông hoa rồi? Con đã làm được 3 bông hoa. Thế để những bông hoa của con đẹp hơn thì con sẽ làm thêm những gì nữa nhỉ? Con sẽ làm cành của hoa. Để làm được cành hoa con hãy dùng keo quẹt từ bông hoa xuống một đường thẳng. Đúng rồi. Sau đó con sẽ dùng sợi len dài đặt lên trên đường keo mình vừa quẹt để tạo thành cành hoa. Con đã làm được một cành hoa rồi. Con đã làm thêm nhiều cành hoa nữa. Vậy là con đã làm được những cành hoa đúng không nào? Vâng ạ. À, tiếp theo con sẽ làm gì nữa cho? Con sẽ làm lá của hoa. Để làm lá hoa con hãy dùng keo. Đúng rồi, con hãy dùng keo quẹt một đường cong sát với cành hoa đấy. Đúng rồi. Sau đó con dùng hai sợi len ngắn. Sợi len thứ nhất con đặt ở phía trên sát vào với cành hoa. Sợi len thứ hai con sẽ đặt ở phía dưới. Và nối hai đầu sợi len lại nhé. Tiếp theo, con hãy dùng những sợi len vụn đặt vào bên trong để làm mặt chiếc lá. Đúng rồi. Con sẽ giản đều. Con đã làm được một chiếc lá rồi đúng không nào? Vâng ạ. Và con hãy làm thêm nhiều chiếc lá cho những bông hoa của mình nhé. Vâng ạ. Bây giờ con sẽ làm chiếc lá ở đâu nhỉ? Làm lá cho bông hoa màu đỏ ạ. Con hãy làm đi. Như vậy là con đã làm được những chiếc lá cho những bông hoa của mình rồi đúng không nào? Vâng ạ. Để cho bức tranh của con đẹp hơn, con hãy sử dụng một chiếc nơ được làm từ len và trang trí cho bức tranh của mình. Cô ơi, con đã làm xong rồi. Wow, con đã làm được một bức tranh rất là đẹp đấy. Chúc mừng con. Yeah. Đây là bức tranh bông hoa của con đã làm từ những chiếc cúc và những sợi len. Ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng có thể cho các con làm những bông hoa từ những hạt lạc hay hạt ngô. Hoặc có thể sử dụng những tờ giấy đã qua sử dụng, cắt, gấp và tạo thành những bông hoa hình rẻ quạt như thế này. Sau đó, sẽ dán và tạo thành một bức tranh như tôi đã làm đây.
Đây là một sản phẩm tạo hình của các con. Các bậc phụ huynh hãy lưu giữ lại, đóng thành quyển sách để cho các con có thể học vào những lần vui học sau, hoặc cho các con trang trí vào các học tập của mình tại nhà. Còn bây giờ Nam muốn trang trí bức tranh của mình ở đâu nhỉ? Con muốn trang trí ở góc học tập của lớp mình ạ. Vậy cô cháu mình cũng đi trang trí nhé. Vâng ạ. Cô và Nam đã trang trí cho góc học tập của lớp mình rồi đúng không nào? Vâng ạ. Đây là một hoạt động vô cùng vui vẻ và ý nghĩa. Nó rèn cho các con sự khéo léo và sáng tạo. Chúc các bậc phụ huynh và các bé thành công với hoạt động này. Xin kính chào các bậc phụ huynh. Xin chào các bạn.